Hello cả nhà, hàng xóm các bạn nghe hàng xóm tiếng máy cắt cỏ. Mình bây giờ là mình cũng phải cắt cỏ nhà mình nữa. Trời mà nắng ấm mà mưa phèo phèo lên là cái cỏ nó lên ngùn ngụt luôn, à, quá trời luôn nè. Phải cắt thôi, không chịu không được. Cắt cho nó đẹp. Mở cái kho nhà mình ra. Mình lấy cái máy cắt cỏ viền trước các bạn. Thì lúc nào cũng phải cắt cái cỏ viền hết rồi mới tới cái máy cắt cỏ. Ở trong này nè, cái kho nó vậy mà nó chứa nhiều đồ mà. Được nó mà nhiều ta. 3 hình như 33 9 mét vuông hay là 12 mét vuông gì đó. Nãy hết xăng mình phải đi mua xăng về. Không biết là cái bình này còn không? Còn, bình này còn xăng. Còn xăng thì mình nổ máy rồi mình cắt cái viền trước. Hôm nay trời nắng đẹp nhưng mà có mưa, lạnh nữa. Cũng 14 15 độ á, phê. Không dám đi câu cá, trời lạnh trời mưa thất thường. Trời gió gì cá cũng có đâu. Đây này, không có viên. Xỏ lại. Ở Việt Nam mà đâu có xài mấy thứ này đâu. Nam làm gì có chuyện ở nhà đi cắt cỏ. Có cỏ được cắt luôn á. Qua đây phải cắt cỏ. Ngược đời á. Để vô đây cho nó khỏi đắt. Yeah.
Rồi xong rồi, giờ cắt cắt cỏ. Yeah. Cắt xong cái bữa nay cắt cho nó sát sát. Sát để nhổ mấy cái cây cỏ cỏ dây á. Nó mọc nó ra trái rồi đồ tùm lum hết. Mình nhổ thì cái cỏ kia nó mới mọc lên, không rồi nó lắm. Ngủ nghe. Kho nhỏ xíu mà đồ dữ dằn. Cái lẽ túi lúa trong này. Mua xăng này mua được 4 đồng. 4 đồng rồi coi. Gần đầy bình. Cái này đồng mấy một. Một đồng mấy một lít xăng. Nửa bình hơn nửa bình chảy vậy. Sớm nhà sau lưng nhà mình nó cũng cái vườn cái đất người ta chắc cũng phần sâu cũng rộng giống của mình, đất rộng hồi xưa kia đất rộng, cắt nhà hơi nhỏ cho nên ông cắt cỏ cũng cỡ như mình thì mình đổ cái mái hiên á, mình làm cái mái hiên nó cũng đã chiếm hết 4,5 m 5 m rồi, cho nên sau này chắc còn 10 m à. Nóng nó dễ nổ. Ôi, kia giặt mặt luôn.
Rồi, xong rồi sau. Yeah, xin xanh đi, ra đẩy đi. Hả? Thì ra đẩy đi. Không, con ra con đẩy đi nè. Nghe này. Help daddy, please. Yeah. No, không phải. Cỡ nó đi đi ra đây đẩy ba. Đi. Chú biết no worry. Daddy help. Nè, mày đi ra chơi với má mày. Anh nói anh chơi cái đồ chơi của anh thôi, à. Anh không có chơi của daddy. Này nặng, quá bự. Làm đi, Lee. Three, two, one. Yeah. Easy. Go let. I can help. Can no can. You can do it. Oh, it's yeah. It's good. Easy, yeah. You can do it. Yeah. Cu vô đây. Cu vô trong cái kho. Mình níu cái này xuống. Níu cái này xuống rồi xoay. Rồi xoay. Yeah. Rồi đẩy đi. Không phải tạm từ từ rồi đẩy. Yeah. Đẩy, đẩy đó không được, đẩy cái thùng. Cố lên con trai. Yeah. Come on. Come on. Yeah. Thank you. It's too big. Too big. Too big. Try chứ, mình thanh niên mà. Con trai lớn rồi. Mấy cái đào bữa nay nó ra trái lớn rồi nè. Ok. Ừ, cái đá cụ đá đi. Yeah, con xong việc rồi đó. Finish. Nói mà nhăn à, nó cái đó là cụ đá đi. Tôi lại coi đôi dép à. À đây. À đây. Oh no. Sao mang đôi dép vậy không? Hả? Thôi được rồi. Wow, không cái. Ừ, mấy mì ấm lên. Giữ mấy mì ấm lên. Cái plum nhà này trái quá trùng trái luôn nè. Nó thuộc kiểu này giống như mấy cái trái mận Bắc người ta bán đó. Mận Hà Nội. Ừ, mận Bắc á. Rồi hái, ừ hái đi. Hái rồi kẹp cắn ăn đi. Ăn ngay. Ăn chua chết cha mà. Yeah. Dục luôn. Chua. Mấy cái chỗ này nè trái sai lắm. Ngày bữa nữa nó lớn gấp đôi gấp ba đây này, nó đen tím lên. Bình thường thường là vô mùa là ăn Tết Việt Nam xong á. Nha, nhà mình trái sai không? Sai quá trời luôn. Này đâu có ai đâu. Đâu có thi con, thi đồ, đâu có ai phá phách gì đâu. Chỉ có chim. Mà bên này thậm chí cho chim nó ăn nữa kìa. Để cho chim nó ăn. Chim nó ăn, đèo nó biểu lấy lớn quanh lại cho tôi ăn nhé. Thì một phần ví dụ như khi mình thu hoạch xong á. Mình thu hoạch xong thì để cho một phần nào đó cho chim. Rồi bên này cây lê bây giờ trái nó cũng lù lú lớn rồi. Chút rồi nè. Lê nước, lê trái tròn, lê trái lê này gọi là gì ta? Lê Asia hay là lê Nhật Bản gì đó. Trái nó tròn, nó không phải là trái như lê ổi, lê như trái ổi đâu. Lê này nó tròn. Nhưng mà nước lắm, nước nhiều lắm. Năm nay thì ô bây giờ nó lớn lên mình mới thấy nó trái nè. Năm nay nó ít trái hơn. Chi ở từ từ lấy xong rồi, nó dược xong mùa rồi cắt sâu chứ đâu có gì đâu. Mình cắt sớm quá nó tức rực, nó chết cành, hiểu không? Không hiểu cho nên mới cắt vậy chứ có người hiểu ai đâu làm vậy. Người hiểu người ta ăn hết mùa rồi bắt đầu người ta cắt để cho nó bắt đầu nó đủ sức rồi nó hết cái nghỉ đông rồi nó lớn. Mùa này nó đang lên. Nó già quá, cắt nó cứng. Bậy. Nó cắt xong rồi nó để sức nó nuôi trái cho cắt cành xong rồi nó lo nó nuôi cái cành mới lại là nó đuối nó cắt liên tục nó chết cây. Đây nè, hôm trước là cắt hết nhánh chỗ này rồi. Tại vì nó rập cái cây chanh. Bây giờ cây chanh ra trái lại rồi thấy không?
để cho nó có cái bóng mát chứ không phải. Ủa dưới đây được trái lung tung. Trái này không ăn không, không ngon lắm nhưng mà nó đẹp. Dạ, mình có. Sai quá. Đâu? Tại không có thì tại nói loại này ngon. Mình có mình chơi dở mình đòi khác. Sai. Cái này mà trong núi nở mà. Trái sai. Trái sai ra ngoài này chơi đứng nhìn cây cây hoài à. Ở ngoài đây không có thấy đâu nha. Nó núp ở dưới tàn á, này. Chỗ này không thấy đâu, nhưng mà mình vô trong nè. Nó núp dưới cái lá của nó đó. Đó thấy không? Sai như cây đỏ. Cây đỏ cái chùm ruột này vậy đó. Đúng không? Khiếp không? Nhìn nhiều mối ham. À, vài hôm nữa đó, vài tháng nữa bắt đầu nó lớn gấp 3 lần vậy đó. Lại bắt đầu nhìn nó ghê nữa hả? Đẹp hơn nữa. Và bữa nữa là nó lớn rồi bắt đầu mình quay mấy cái bùi chín. Giờ chắc cũng khi mà nó gần chín rồi đó, chắc cũng khoảng hơn tháng nữa thôi. Qua Tết Tây ha, chuẩn bị vô Tết Việt Nam mình nó chín á. Là mình phải lấy lưới mình tủ.
mưa, tự nhiên trời mưa. Rồi, tự nhiên hết mưa. Tắt máy hết mưa. Trời muốn nghỉ chơi game nữa rồi. Yeah. Sao nãy giờ không ra cắt cỏ với ba? Yes. Rồi không đó mía. Oh no. Oh no, mày dép gà. Có trình khoái, có trình nghịch nghịch mang thôi chứ. Đây, mami. Tờ cái gì? Tời hả? Tời thôi. Tời ơi. Cho gì cũng cho trả rác không? Từ từ nó có rác nó có cái kia. Ừ. Đúng rồi. Có rác nó mới rau cải tốt, có lá ngon ăn. Ở bên này đòi hỏi gì nữa? Ăn cỏ ăn rác không à? Còn một húm như đây nữa là xong. Không là chim nó xuống nó ăn, nó phá. Còn mấy ngày là nát cây này. Tủ giống như cây cherry vậy đó. Ok, video của mình xin tạm dừng ở đây ha mọi người. Hôm nay là mình cắt xong cái vườn rồi. Cứ khoảng 4 tuần hay 5 tuần gì đó. Nếu mà lười thì 5 hoặc 6 tuần. Tùy theo, ví dụ như mùa đông thì nó cỏ nó đén, nó không có lên lâu thì có thể 6, 7, 8 tuần. Nói chung là mình thấy mình vừa ý, mình ngẫu hứng, mình thấy khó chịu lúc nào là mình cắt lúc đó thôi. Cắt xong rồi lát nữa mình đi tìm, mình nhổ mấy cái cây cỏ gai tào lao á, để mình cho cái cỏ đó nó mập lại. Không là thời gian đây là bị mấy cái chỗ đây nè, bị mấy cái tán cỏ kia nó chia ra hết. Nóng nực rồi hả? Ở sau vườn không à? Hôm nay cuối tuần, hôm nay cũng không đi đâu. Hồi lát nữa có đi câu không biết. Ta đi câu mà. Đi câu nữa nha. Tại sao mình đi câu là mấy bà không cho ta? Câu cá có gì đó, có cá gì ăn. Đi câu bà mà đâu có cá. Cá nó dụ tôi vô mà tôi dụ cá. Mỗi lần đi là hơn 10 đô. Sang đồ hơn 10 đô tiền màu. Chưa nói là mua mấy cái hộp mà lỗ đắt tiền ha. Con gia bì và đồ tới 25 đồng một hộp. Trùng đất luôn rồi gì đó 20-30 đồng rồi. Không phải nhiêu đó đâu. Mình câu là rẻ nhất, mình chạy ra mua mấy con tôm đất á, mình đi câu thôi. Nếu câu cá đối thì mình đi câu mồi bánh mì. Ok, bye bye cả nhà.